Tân giám mục chính tòa Xuân Lộc vào lúc 18 giờ giờ Việt Nam, tức 12 giờ trưa tại Roma, ngày thứ Bảy, 16 tháng 1 năm 2021. Đức Tổng giám mục Malek Zaleki, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, gửi thông cáo báo chí số 30421 loan tin Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo và bổ nhiệm Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện đang là giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Tiểu sử Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo. Đức Cha sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, Bùi Chu. Năm 1957, học tại Tiểu Trường Viện Thánh Francisco Xavier Bùi Chu. Năm 1964, học tại Đại Trường Viện Sài Gòn. Năm 1965, học tại Đại học Giáo Hoàng Urbania Roma. Năm 1971, thụ phong linh mục tại Roma, thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Năm 1971 đến năm 1976, học tại Đại học Alfonsino Roma, văn bằng tiến sĩ thần học luân lý. Năm 1976 đến năm 2007, phó giám đốc và sau đó giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế CAIM. Năm 1980 đến năm 2009, giáo sư tại phân khoa Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Urbania, Viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo. Năm 1981 đến năm 2007, giám đốc linh đạo của Forza Fallo 6. Năm 1982 đến năm 1983, dọn tiến sĩ truyền giáo Đại học Giáo hoàng Georgia. Năm 1987 đến năm 1993, thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý Concat thuộc Bộ Giáo sĩ. Năm 1992 đến năm 2001, thành viên tổ chức Nostra Aetate thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn. Năm 1995 đến năm 2000, thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000. Năm 1999 đến năm 2005, giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại trực thuộc Bộ Truyền giáo. Năm 2001 đến năm 2012, tư vấn Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn. Năm 2009 đến năm 2013, giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Ngày 28 tháng 2 năm 2013, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ngày 5 tháng 4 năm 2013, được tấn phong giám mục tại tòa giám mục Xuân Lộc, châm ngôn giám mục: "Này là mình thầy Marco." Đoạn 14 câu 22. Ngày 4 tháng 6 năm 2015, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc. Ngày 7 tháng 5 năm 2016, giám mục chính tòa Xuân Lộc. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo hai nhiệm kỳ từ năm 2013 đến năm 2019. Hiện nay, Đức Cha giữ chức vụ Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, đồng thời là thành viên Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh và thành viên Hội đồng Giám hoàng về Đối thoại Liên tôn.
tiểu sử của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1953 tại Ninh Bình, ngày 14 tháng 1 năm 1992 thụ phong linh mục tại Xuân Lộc, năm 1992 phó sứ Ninh Phát, năm 1994 chính sứ Ninh Phát, năm 2007 giáo sư Đại chủng viện và quản nhiệm giáo sứ Suối Tre, năm 2006 du học tại Philippines, sau đó trở về chủng viện và làm phó giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban triết học Đại chủng viện. Năm 2016 tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, ngày 2 tháng 5 năm 2017 được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ngày 1 tháng 6 năm 2017 được tấn phong giám mục tại tòa giám mục Xuân Lộc, châm ngôn giám mục tựa vào lòng Chúa Giêsu. Từ năm 2018 chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin chúc mừng tân giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc.